Chính con Tiên đã mướn thằng đó du khống cho con Nguyệt. Cậu Bách, cậu sống với con Nguyệt bao nhiêu lâu rồi, không lẽ cậu không hiểu con người nói sao? Tôi bắt gian tại giường đó còn giả được nữa hả? Sao mấy người ăn không nói có vậy? Cái gì cũng đổ tội cho Tiên đó là sao? Con Tiên đó là loại không ra gì, còn Dữ là kẻ ngu muội cho nên mới bị nó xỏ mũi thôi. Nhà mấy người không biết dạy con, đi ngoại tình loại không ra gì đã vậy mà còn lớn tiếng ở đây nữa. Con của bà mới là người không ra gì, còn làm cho em tôi bị thương nữa nè. Tôi nói như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đó. Gia đình của tôi khác gia đình của mấy người. Con trai tôi giàu có, đào hoa, bồ bịch nhiều thì lẽ đương nhiên thôi. Trời, bà chỉ nói vậy mà nghe được sao? Có gì mà nghe không được. Có tiền thì có quyền. Bằng chứng là trước giờ bà Nguyệt có dám nói gì không? Nhiều khi bà Nguyệt còn ngoại tình trước anh hai tôi nữa kìa. Cái sừng của anh hai tôi nhiều khi hả còn dài mấy km lận đó. Cô nói đi, con Sam con Nắm có phải là con cháu gia đình chúng tôi không, hay là do cô lăn lòn sanh ra tụi nó? Mẹ, cô ngoại tình bao lâu rồi? Anh Bách, mẹ, con thực sự bị oan mà. Từ xưa đến giờ, ngoài anh Bách ra, con chưa bao giờ có tình cảm hay là quan hệ bất chính với bất kỳ một người đàn ông nào khác hết. Anh hai tôi bắt gian tận giường rồi, còn cố chối cãi nữa hả? Mẹ, anh hai, mang con Sam với con Nắm đi xét nghiệm ADN đi, để coi hai đứa nó có thật sự là cháu con nhà mình không. Đúng rồi đó, đi xét nghiệm ADN liền. Lời thứ lăng loàn như cô làm sao mà tin nổi chứ. Nhà các người thôi đi, đừng có làm mấy cái chuyện mà tổn thương hai đứa nhỏ nữa. Con gái của tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái với chồng của nó. Chính con trai của bà đã ngoại tình trước và nhân tình của nó hãm hại con Nguyệt. Tôi không muốn nói tới nói lui với cái gia đình mà không biết phân biệt trắng đen gì nữa hết. Mấy người đi đi, gia đình tôi không có tiếp mấy người nữa. Đủ rồi, tôi không muốn nói có gia đình mấy người. Tôi sẽ viết đơn ly hôn với cô. Nếu mà cô không ký, tôi cũng sẽ đơn phương ly hôn với cô. Làm liền đi, càng nhanh càng tốt. Ồ, anh hai, ngày mai nộp đơn lên liền đi, để cho họ bỏ biết mặt. Anh Bách, anh Bách, anh Bách, em thực sự bị oan mà. Em sẽ tìm tên khốn đó để minh oan cho mình. Mình đừng có ly hôn được không anh? Sẽ ảnh hưởng tới các con lắm. Em xin anh. Nguyệt ơi, em đừng có ngu muội nữa, ly dị liền đi. Em níu kéo làm gì cái loại không ra gì này chứ. Ngoài miệng á thì chửi anh hai tôi cho đã, tới khi anh hai tôi đòi ly hôn thì mặt dày lôi con lôi cái ra để mà năn nỉ để gian xin. Mấy người đừng có diễn kịch nữa. Bà Nguyệt mà chia tay với anh hai tôi rồi á, nhà của mấy người làm sao mà đào mỏ nhà tôi được nữa. Cả gia đình mấy người toàn là cái loại tham lam xảo trá, không có ra gì. Bây giờ định đeo bám hãm hại gia đình tôi tới khi nào đây hả? Bạn nói cho đàng hoàng đó. Nếu mà cứ còn du khống cho gia đình tôi kiện mấy người ra tòa đó. Giỏi thì đi thưa đi, tưởng tôi sợ chắc. Thôi thôi thôi, tôi xin mọi người đừng có ồn ào như vậy. Ở đây là bệnh viện, có muốn nói gì thì ra tòa nói. Đúng rồi đó, về giùm đi. Về đi mẹ, con đã quyết định ly hôn rồi, không cần phải đứng đây nói tới nói lui với gia đình vừa hung hăng vừa không biết điều này nữa. Về soạn đơn liền đi, không có nói nhiều với loại người này nữa. Đi về. Đi mẹ.